ban biên tập tạp chí Nữ Thần, tên Phong Linh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Là tổng biên tập, người dẫn đầu giới thời trang, cô có được quyền lực chí cao vô thượng, một đống fan trung thành, mà Điều Lệ là fan trung thành của cô, sùng bái cô sát đất. Cô tuyệt đối không nghĩ tới, ban biên tập này lại là một đại bản doanh quỷ thai bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Phó tổng biên tập Tiểu San, giả dối đa đoan, vẫn thầm mến bảo tọa Phong Linh, ý đồ thay thế. Biên tập viên Tiểu Tâm, còn lại là một nhân vật tưới dầu lên lửa tình yêu, luôn thông qua kích động tranh chấp nội bộ để mưu cầu tư lợi. Trợ lý biên tập Tiểu Đồng nhìn như thanh thuần động lòng người, trên thực tế lại là một cao thủ thao túng tình cảm, am hiểu đùa bỡn quyền mưu trong quan hệ giao tiếp. Về phần nam biên tập chính ban, ai, hắn chỉ là biên tập trên danh nghĩa mà thôi. Thái độ làm việc của anh qua loa đến mức khiến người ta giận sôi, thường khiến người ta dở khóc dở cười. Trong bộ phận biên tập tràn ngập lục đục với nhau này, mỗi người đều có ý đồ xấu, mỗi người tự chiến đấu. Phong Linh là người thống trị, có thể bảo vệ ngai vàng của nàng hay không? Chương 1. Hoàn Mỹ nắm trong tay lực cùng đẹp. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2. Điều Lệ tao ngộ Waterloo, Tiểu Vân chính thức gia nhập vào. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3. Kiên nghị chi quan, đối mặt Phong Ba. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4. Trong bão Nữ Thần, Phong Linh thủ vững cùng khiêu chiến. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Thăng chức nháo kịch cùng nhựa plastic tình phá toái. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Rương hành lý phong vân, Phong Linh nghịch tập cùng đan bang tù phạm kiếp sống. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Phong Linh quyết định khống cáo Điều Lệ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8. Quyền hạn cùng ta, cái nào nặng cái nào nhẹ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9. Phong Linh kiên trì cùng mọi người hoang mang, Di Tĩnh đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Tiểu Vân tập kích ban giám đốc, Phong Linh tỉnh táo ứng đối khiêu chiến. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.